chào em kính dương đồng cung với lực sĩ luôn luôn á không phải đâu đấy là tùy trường phái thôi cái trường phái và kính dương luôn luôn đồng cung với lực sĩ thì là hệ phái thiên lương quan điểm của tôi thì nó không giống như thế và cái việc cái này thì tôi cũng đã chứng minh trong cái bài trên youtube rồi những cái lỗi sai của ở trong cái vấn đề liên quan đến việc an sao ở trong hệ phái thiên lương em có thể tìm kiếm ở trên đấy xem thêm nhá thế còn nói tôi nói như này kính dương thì thuộc vòng lộc tồn thế còn lực sĩ là thuộc vòng bác sĩ Hai cái vòng này có nguyên lý an không giống nhau. Không giống nhau. Bản thân vòng lục tồn thì được an theo lục tồn, nguyên lý an của nó là phương pháp là nguyên lý chạy theo cái nguyên lý dương tử âm sinh và sử dụng cái vị trí lâm quan của cái vòng tràng sinh trong cái nguyên lý dương tử âm sinh đấy để làm vị trí của lục tồn. Sau đó là an kình dương với lực sĩ. Có câu đơn rất đơn giản ở trong cái cuốn Tân Biên và kể cả cuốn Toàn Thư người ta nói rồi lộc tiền nhất vị lộc tiền nhất vị thị kình dương nghĩa là luôn luôn lộc tồn ở cái cung phía trước của đồng chí lộc tồn à kình dương luôn luôn ở phía trước cái cung của đồng chí lộc tồn ví dụ lộc tồn tại dần là tuổi giáp thì kình dương nó nằm ở mão ví dụ như là lộc tồn tuổi quý là nằm ở tí thì kình dương nó sẽ nằm ở xỉu thế còn quay trở lại sao lực sĩ sao lực sĩ là sao thứ hai trong vòng bác sĩ đúng không bác sĩ thông minh lực sĩ quyền ấy, thanh long hỉ khí tiểu hao tiền ấy thì cái vòng bác sĩ này nó lại an theo một cái nguyên lý hoàn toàn hoàn toàn khác các bạn luôn luôn lấy sao bác sĩ đồng cung với sao lộc tồn và bị nhầm cái đó bản thân vòng bác sĩ nó lại an theo hai cái khác nhau vị trí thứ nhất là bác sĩ cũng được an giống như lộc tồn là cũng dùng phương pháp dương tử âm sinh cái nguyên lý của nó là dương tử âm sinh nhá và lấy vị trí lâm quan thì đấy là để an sao bác sĩ sau đó các sao khác trong vòng bác sĩ phải an theo tính âm dương nam nữ của tuổi Ví dụ như là dương nam và âm nữ là tuổi dương thì nó sẽ đi thuận Thế còn là ngược lại âm nam và dương nữ là người tính âm thì nó đi nghịch Chính vì thế lực sĩ và kình dương là hai sao khác nhau của hai vòng khác nhau Do đó nó sẽ đồng cung vào một số trường hợp cố định Chứ không phải luôn luôn đồng cung Nhá. Đừng có bởi vì có hai sao nó đồng cung với nhau nhưng không có nghĩa là cái nguyên lý an của nó cùng là một và nó thùng cục cùng một vòng ví tôi có thể lấy ví dụ một số sao khác cho em hiểu giả sử thiên không và thiếu Dương luôn luôn đồng cung với nhau nhưng không có nghĩa là bọn nó thuộc cùng vòng Thái Tuế được chưa Long Trì và sao uh, quan Phù luôn luôn đồng cung với nhau cũng không có nghĩa bọn nó thuộc cùng vòng Thái Tuế tuế phá và thiên hư đồng cung với nhau luôn luôn nhưng không có nghĩa bọn nó thuộc cùng vòng thái tuế có nghĩa là thiếu dương thiên không hay là cái cặp long trì quan phù hay là cặp tuế phá thiên hư nó không có cùng một nguyên lý an nó an theo hai nguyên lý khác nhau nhưng các nguyên lý đấy vô tình nó lại ra cùng một vị trí nó giống em việc em giải hai bài toán khác nhau và vô tình cái kết quả nó giống nhau không có nghĩa là đề bài nó giống nhau em ạ đó nó là như thế nhá thì các cái thì trong cái việc nghiên cứu tử vi đồ số thì phải chú ý rằng là an sao phải an cho đúng mặc dù những sao nhỏ thì ảnh hưởng của nó không phải là lớn ở trong lá số bởi vì cái sao lớn thì người ta gọi là chính nghĩa là những sao chính tinh ấy nó mới tạo thành cách nhưng những cái sao nhỏ này dùng để đoán hình tượng dùng để đoán tính chất và biết đâu nó chỉ là thành hay bại chỉ ở trong một cái nhỏ này thôi Đúng không? Chúng ta thừa biết là giọt nước có thể làm tràn ly cơ mà Thì đây biết đâu nó lại đóng cái vai trò giọt nước trong đúng một số những cái trường hợp nào đấy Nên nếu mà không nghiên cứu về nguyên lý hình thành của nó Thì về cơ bản khi luận đoán là chúng ta sẽ rất dễ rơi vào trong những trường hợp Mang cái tính chất liên quan đến việc là 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 đoán lúc đúng lúc sai Và không có một cái giường mối, cái giường cột nào để bám vào Mà không có cái thứ để bám vào một cái kiểu chắc chắn Nghĩa là có một lý luận chắc chắn thì rất dễ là người ta nói là đi theo đường tà đạo nghĩa là nó bị xiên lệch đi chứ không thể đi theo được đường chính đạo là nó ngay ngắn thẳng hàng được. Đúng không? Đó. Ở đấy nó cũng là tại sao mà người ta không bao giờ người ta biết là 11 sau 11 giờ là sang giờ tí nhưng mà ai cũng cúng giao thừa vào lúc 12 giờ. Bởi vì nếu em cúng trước thì là sơ tí mà sơ thì là hời hợt, không rõ ràng, không ai cúng những cái nghi lễ quan trọng thì không ai làm cái giờ mà mà là giờ sơ cả mà lúc nào cũng là giờ chính. Thế cho nên là tại sao là chính nó mới quan trọng đúng không chứ còn tà thì là xấu xa cái đấy ở trong phật giáo thì người ta cũng nói rất nhiều nhiều rồi nhá yeah. ok cảm ơn em đã theo dõi tôi và đặt câu hỏi xin chào và hẹn gặp lại giữ sức khỏe nhé